Hờ Hen Nie thích thú khi thấy ảnh của mình in trên xe hàng rong. Thưa quý vị và các bạn, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 tỏ ra thích thú khi nhìn thấy hình ảnh của mình được in trên xe bán bánh mì, xe bán kem dừa trên đường phố. Sau khi lọt vào top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018 Miss Universe 2018, Hờ Hen Nie được khán giả quê nhà và quốc tế biết đến nhiều hơn. Không những vậy, hình ảnh của người đẹp còn xuất hiện trên các xe bán hàng rong bên vỉa hè của người dân Việt. Khi nhìn thấy hình ảnh của mình trong trang phục dân tộc bánh mì được in trên xe bán bánh mì, Hờ Hen Nie tỏ ra thích thú và chia sẻ: "Đáng yêu lắm nè, Hen làm mít được không?" Ở một con đường khác, Hờ Hen Nie lại làm đại sứ quảng cáo cho xe bán kem dừa Thái Lan. Cô hóm hình viết khi nhìn thấy hình ảnh này: "Ủa, đẩy tôi xe bánh mì được rồi mà sao giờ chở tôi đi bán kem dừa Thái Lan luôn vậy?" Tuy nàng hậu không phản đối mà trái lại còn rất thích thú trước những hình ảnh này, nhưng một số cư dân mạng vẫn lên tiếng không đồng tình với cách quảng cáo này của người bán hàng rong, bởi việc tự ý sử dụng hình ảnh của Hờ Hen Nie với mục đích quảng cáo mà chưa được cô cho phép là vi phạm luật dân sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.